Chiều qua ngày 5 tháng 8, anh Lê Văn Trung, bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao bằng khen phần thưởng của tỉnh đoàn cho anh Phạm Bá Huy, chàng thanh niên 26 tuổi, nhân tộc Thái, dũng cảm lao xuống dòng nước sông luồn cứu người và tự cứu mình khi mắc kẹt trên cây giữa sông. Anh Lê Văn Trung, bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh Huy. Như truyền hình tuổi trẻ đưa tin, chiều ngày 3 tháng 8, anh Huy ở bản nhài xã Sơn Điện, huyện Quang Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã dũng cảm liều mình lao xuống dòng nước lũ để giải cứu ông Lương Văn Chon bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt trên ngọn cây ở giữa sông Luồn từ sáng ngày 3 tháng 8. Sau khi cứu được ông Chon, chính anh Huy lại bị nước lũ cuốn ra giữa sông, sau đó anh đã bơi vào bờ an toàn.